Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 và chúng tôi đang thưa dở về nữ hoàng thị phi của bên phía đảng Cộng Hòa ngay tại Quốc hội Liên bang. Theo đó, cô chỉ trích những người mà đã lên tiếng chê bai về một cái tấm hình mà cô đã share lại trên mạng X là Twitter trước đây về chuyện là người con trai 20 tuổi của mình đã đi săn và đem về một con nai. Và nhiều người thì chỉ trích nói rằng là cái chuyện đi săn mà để đem food về nhà đó là chuyện khác, mà cái chuyện đi săn mà để phục vụ cho những cái thú vui mà hoang dã như thế này á, đó là chuyện nó không bất khu, nó giết hại động vật, nó giết hại thú rừng hoang dã. Ở Georgia thì cái việc mà đi săn bắn á, đó là chuyện hợp pháp, nhưng mà cái việc mà săn bắn được bao nhiêu, bắn được bao nhiêu con nai một lần á, thì đó là được quy định trong cái phần luật ở tiểu bang Georgia, thưa quý vị. Nhưng câu chuyện mà chúng tôi muốn thưa với quý vị á, đó là về cái từ mà cô Marjorie Taylor Greene đã gọi những người mà chỉ trích có những cái quan điểm rất là khác biệt với mình á, về cái chuyện là săn bắn thú rừng á, cô cho là đó là uneducated. Thì mọi người để ý đến cái từ uneducated này có nghĩa là vô giáo dục, thưa quý vị. Thì không rõ rằng những cái hành động của cô Marjorie Taylor Greene trước giờ ở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ mà quan trên trông xuống, người ta trông vào á, thưa quý vị. Quý vị nhớ cái câu chuyện là khi đương kim tổng thống của nước Mỹ, ông Joe Biden có cái bài phát đọc thông điệp liên bang ngay tại Quốc hội, và cô Marjorie Taylor Greene là một dân biểu nữ duy nhất ở trong Quốc hội đã có cái hành động là cô đứng lên và làm những ngón tay và chỉ trỏ và nói ông, liên tục kêu gọi ông tổng thống là liar, liar, liar. Hay là cô cầm một cái trái balloon để rồi cô vô và chế nhạo rằng cái việc mà ông tổng thống đã điều chiếc máy bay F-16 đó lên để bắn cái khinh khí cầu của Trung Quốc á, cô cho đó là một cái hành động á, nó không có hợp thời, nó không có đúng thời điểm, đợi cho Trung Quốc dò thám hết những cái tình hình nhạy cảm, tình hình về an ninh quốc phòng của Mỹ đầy đủ hết rồi thì ông tổng thống mới hành động quá chậm chạp. Rồi quý vị còn nhớ cả cô Marjorie Taylor Greene đã hăm hở và có những cái đòn gọi là tấn công và quát nạt những cái vị trong nội các của chính phủ đương nhiệm, ví dụ như Bộ trưởng Nội an Mayorkas, với những cái lời lẽ rất là xúc phạm. Hay là vừa rồi là với ông giám đốc của FBI Christopher Wray, đến mức độ mà cô nhắm mắt nhắm mũi, cô chỉ trích người ta mà cô quên mất là giám đốc FBI thì không có thuộc Bộ Nội an của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Rồi nữa, đặc biệt là trong cái phiên điều trần về cái việc mà điều tra luận tội để mà truất phế ông Biden tìm kiếm thông tin á, thì cũng chính cô Marjorie Taylor Greene đã đem vô Quốc hội những cái hình ảnh mà, nói thật thưa quý vị, là chúng ta là những người trưởng thành nhìn mà còn thấy xấu hổ và còn cảm thấy ghê tởm. Đó là những cái hình Hunter Biden đã có một cái thời gian mà trụy lạc trác táng, và những cái hình ảnh nude cô đem vô Quốc hội đây, thưa quý vị, và cô phóng lớn và để show lên cho bàn dân thiên hạ thấy. Có cần thiết những cái hình ảnh này để nói về cái chuyện là Hunter Biden trong cái chuyện mà làm ăn với lại nước ngoài, theo lời cáo buộc bên phía đảng Cộng Hòa, thì có cái sự nhúng tay của ông cha mình vô, có cần thiết những cái tấm hình như thế này hay không, thưa quý vị? Và nhất là tuổi trẻ con, nó mà có xem những cái chương trình thời sự chính trị ở trong nước, những cái điểm tin ở trong nước, thì nó thấy những cái hình ảnh này thì tuổi trẻ con nó sẽ nghĩ gì về người lớn đây? Đó, cho nên ngày hôm nay khi mà người ta nhìn thấy cô Marjorie, rồi nữa, chính cô Marjorie Taylor Greene và cả nữ hoàng scandal khác cũng của ở đảng Cộng Hòa, đó là cô dân biểu Lauren Boebert, người đã tự hào và nói với mọi người rằng đừng có gọi tôi là Cộng Hòa MAGA nhé, tôi là siêu MAGA. Hai mợ này coi như là đấu đá với nhau để rồi giành công xem ai là người có gọi là phát thảo cái ý tưởng đòi luận tội ông Biden trước. Và cô Taylor Greene đã gọi đồng viện của mình là cái từ bitch. Xin lỗi quý vị, đây là một cái từ rất là xấu xí. Và bây giờ người ta nhìn thấy là những dân biểu trong Quốc hội Liên bang sẵn sàng gọi nhau từ là người đồng viện, và cả những người đồng đảng trong cùng chung một đảng mà người ta đối xử với nhau như thế này đây. Thế thì tất cả những cái hành động như vậy có được gọi là uneducated không? Đó là câu hỏi rất lớn mà những người quan tâm đến tình hình chính trị của Hoa Kỳ cũng rất là thắc mắc với cô Marjorie Taylor Greene, thưa quý vị. Và chuyển sang một cái phần tin tức khác.
Quý vị nhớ chúng tôi có thưa quý vị một tin buồn đối với nước Mỹ, đó là cựu đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, đó là bà Rosalynn Carter đã vừa qua đời vào hôm Chủ nhật vừa rồi. Và chúng tôi cũng có thưa quý vị là sau khi cái tin tức này được đưa ra thì tất cả những nguyên thủ trong nước Mỹ, từ những cựu tổng thống cho đến là đương kim tổng thống, đều có cái sự chia buồn với gia đình của ông cựu tổng thống Jimmy Carter, xem như là hai ông cụ bà rất là cao tuổi Jimmy Carter cứ tưởng rằng ông cựu tổng thống sẽ đi trước bởi vì ông đã lớn tuổi hơn nhiều, nhưng không ngờ rằng cuối cùng là cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter đã qua đời. Và bà tượng trưng cho một cái tinh thần rất là rắn chắc và đi đầu trong những cái chương trình về đối phó với sức khỏe tâm thần, và đặc biệt là có những chương trình chăm lo cho những người vô gia cư của nước Mỹ trước đây, thưa quý vị. Câu chuyện ở đây là cựu tổng thống Donald Trump, vào cái khi mà ông biết tin là bà cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter qua đời, ông cũng có chia sẻ lên trên mạng xã hội và ông cũng có những cái lời tán dương đối với cựu đệ nhất phu nhân, và cũng cho rằng đây là trong điển hình của những cái người mà có cái tấm lòng đối với người dân Mỹ. Nhưng mà trước đó, thưa quý vị, chỉ có chưa đầy 24 tiếng trước đó, khi ông đến gặp gỡ cử tri ở tiểu bang Iowa, ông đã tranh thủ đá đểu ông Jimmy Carter, cựu tổng thống của nước Mỹ chỉ có một nhiệm kỳ duy nhất ở trong tòa Bạch Ốc mà thôi. Và ông nói gì? Ông chỉ trích chính quyền đương nhiệm Joe Biden đã quá yếu kém và như những thằng hề. Và nhờ những cái thằng hề đó mà cái thời đại của ông Jimmy Carter trở nên xuất sắc hơn hẳn. Không khó để truyền thông nhanh chóng nhận ra đó là cái sự chỉ trích của cựu tổng thống Donald Trump. Một mũi tên bắn một bùm hai phát, hai con chim, đó là tổng thống Joe Biden và tổng thống Jimmy Carter. Câu chuyện này quý vị đã biết, nhưng ngày hôm nay có một cái dòng gọi là một cái sự phản ứng của một trong những người cháu của cựu tổng thống Jimmy Carter, đó là James Carter đệ tứ, thưa quý vị. Ông trả lời với giới truyền thông, ông nói rằng là ai chứ cựu tổng thống Donald Trump mà chê trách ông của tôi á, thì tôi cho rằng đó phải nên là sự tự hào mới phải. Và ông còn nói như ông sau đó ông viết lên trên mạng X như thế này nè, thưa quý vị. Tôi ghét nhất là tên của ông tôi, đó là cựu tổng thống Jimmy Carter, mà lại được đặt vào miệng của cựu tổng thống Donald Trump. Tôi rất là ghét, nhưng tôi không cảm thấy bị xúc phạm một chút nào hết. Mà đối với những người dân chủ á, mà những ai mà bị bên phía ông Trump mà móc méo, nói xiên nói xỏ đó, thì đó phải là một sự đáng tự hào. Đó là phản ứng của người cháu của ông Jimmy Carter nhân cái sự kiện là ông Trump đã có nhắc đến người ông của mình, đó là cựu tổng thống Jimmy Carter, thưa quý vị. Và chuyển sang cái tin tức khác, tin này là chắc chắn quý vị, những ai mà theo dõi, đặc biệt là sống ở California và theo dõi những con đường đi nước bước của ông thống đốc California sẽ rất là quan tâm, thưa quý vị. Đó là cái buổi tranh luận giữa thống đốc Gavin Newsom và thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang California chính thức sẽ được diễn ra vào tháng này, ngày 30 tháng 11, thưa quý vị. Đài Fox ngày hôm nay vừa mới đưa ra một số những cái thông tin liên quan đến cái buổi tranh luận này. Và một lần nữa, buổi tranh luận này chắc chắn là sẽ thu hút rất nhiều cái sự theo dõi của những cử tri trong nước Mỹ, nhất là ở Florida. Ông Ron DeSantis đại diện cho những cái quan điểm về chính trị và phải nói rất là cực hữu, rất là bảo thủ. Trong khi đó, Gavin Newsom thì cũng đại diện cho một cái tiếng nói về chính trị mà rất là cấp tiến, rất là dân chủ. Và hai nhân vật trẻ này đang đối đầu với nhau, thưa quý vị. Đài Fox họ nói như thế này nè, họ đặt cái tên của chương trình á, cái cách quý vị biết là Đài Fox là một đài cực hữu. Và cái cách của họ đặt cái tên của chương trình nó cũng cho thấy cái quan điểm, cái xu hướng của họ. Họ đặt tên là The Great Red, có nghĩa là một cái tiểu bang đỏ vĩ đại, The Great Red versus với lại một cái Blue State Debate. Gọi Gavin Newsom là chỉ đại diện cho Blue State mà thôi. Nhưng mà Florida theo Đài Fox đó là Great
Red. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem là cái màn đối đầu, cái sự so găng đấu khẩu giữa hai ông thống đốc này như thế nào, và được biết là sẽ trải dài một số những cái vấn đề để nổi bật lên cái quan điểm chính trị của hai vị này về kinh tế, về biên giới, về di dân, về tội phạm và về lạm phát. Và cái một lần nữa thì buổi tranh luận sẽ diễn ra trực tiếp vào 9 giờ tối ngày 30 tháng 10 và trong khoảng 90 phút thì hai ông này sẽ đấu với nhau là ngay tại tiểu bang Georgia, nhưng mà không có khán giả đến xem trực tiếp thưa quý vị. Bởi vì Gavin Newsom ngay từ đầu đó ông nói rằng là ông không muốn có cái sự sao nhãng đó, mà chỉ muốn là có cái chuyện mà so găng trực tiếp giữa đối với Ron DeSantis thôi. Và cái người điều phối buổi tranh luận này không ai khác hơn chính là ông Sean Hannity thưa quý vị, và cũng là một cái tiếng nói rất là cực hữu và thường xuyên chỉ trích bên phía đảng Dân Chủ cũng như là chính quyền đương nhiệm. Một lần nữa chúng ta chờ đợi xem là cái màn đấu khẩu này như thế nào. Nhưng có nhiều người, người ta ngay lập tức người ta cho rằng là có thể là Gavin Newsom với cái sự lợi hại hoặc gọi là hoạt ngôn và lợi khẩu thì có thể Gavin Newsom sẽ thắng thế đối với Ron DeSantis trong cái chuyện mà đấu khẩu. Quý vị nhớ cũng chính Gavin Newsom trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 vừa rồi, ông có chỉ trích phê bình bên phía đảng Dân Chủ là hiền quá. Ông nói đối với bên phía đảng Cộng Hòa mà lúc nào cũng la to và nói những cái lời phóng đại lên á, thì đảng Dân Chủ cũng phải làm cái tương tự, kiểu như là đi với Phật thì mặc áo, đi với Bụt mặc áo cà sa và đi với ma mặc áo giấy đó. Mình phải nói to và nói rõ và sắt thép, đanh thép để mà chống trả lại. Chứ có hiền như bên phía ông Joe Biden mà cứ im á, thì nó sẽ không có ăn. Quý vị nhớ là ông Gavin Newsom đã từng chỉ trích bên phía đảng Dân Chủ như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta đợi cái màn so găng giữa Ron DeSantis với Gavin Newsom như thế nào. Ron DeSantis hiện nay là ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa từ hồi ra tranh cử là vào hồi tháng 4 của năm nay cho đến bây giờ. Mọi người đã từng kỳ vọng là Ron DeSantis, một gương mặt trẻ hơn, sáng lạng hơn, thống đốc một tiểu bang đỏ, thì có thể là cho cử tri Mỹ thêm một cái sự lựa chọn. Cử tri Cộng Hòa, nếu như những ai mà không có ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump mà cảm thấy ngán ngẩm với những cái kịch tính của cựu Tổng thống 45 á, thì có một cái sự lựa chọn khác. Nhưng mà người ta nói đúng thưa quý vị, ngựa chạy đường trường thì mới biết ngựa hay. Tính cho đến giờ phút này, có vẻ như Ron DeSantis đang ngày càng đuối dần. Trong khi đó Gavin Newsom thì mọi người đang trông chờ một cái backup plan, một cái plan để mà dự phòng trong trường hợp có thể nào không, hay có gì bất ngờ vào phút cuối không, là Tổng thống Joe Biden sẽ không ra tranh cử, và mọi người đang kỳ vọng là gương mặt trẻ và sắc sảo như Gavin Newsom có thể ra đại diện trong năm 2024. Chuyện đó khó có khả năng xảy ra, bởi vì ông Joe Biden vẫn chắc như đinh đóng cột rằng ông sẽ ra so găng với lại cựu Tổng thống Donald Trump năm 2024. Nhưng cuộc đời chúng ta không biết, chúng ta chờ đợi xem. Nhiều khi gọi là phim hay là thường vào ở phút cuối, là có khả năng vào cái phút cuối cùng thì Gavin Newsom bước ra, chúng ta không biết được thưa quý vị. Nhưng nói về cái cuộc tranh luận tổng thống thì đây, ngày hôm nay cũng có thông tin về những cái cuộc tranh luận mà hai ứng cử viên sẽ so găng vào cái vòng phút cuối cùng, mà như chúng tôi nói đó, nhiều phần là quý vị sẽ thấy trên sân khấu sẽ là cựu tổng thống Donald Trump đứng tranh luận đấu khẩu với lại ông đương kim tổng thống Joe Biden. Thì Ủy ban bầu cử liên bang cũng vừa thông báo rằng sẽ có 3 cái cuộc tranh luận tổng thống diễn ra trong thời gian sắp tới. Một cuộc là ở ngày 16 tháng 9 năm sau ở tại Đại học Texas State University. Tiếp theo là sẽ ngày 1 tháng 10 ở Đại học Virginia State University. Và một cái cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng là ngày 9 tháng 10 tại University of Utah thưa quý vị. Bên phía cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Trump cho năm 2024, ngay lập tức nói với Washington Post là ông Trump đang hâm hở để chờ để mà debate, để mà tranh luận với ông Biden. Nhưng mà chúng tôi, có nghĩa là bên phía tranh cử ông Trump, sợ là ông Biden không có dám để mà ra tranh cử với ông Trump đâu. Và quý vị cũng nhớ rằng ông Trump cho đến giờ phút này, ông hoàn toàn không tham gia bất kỳ một cuộc tranh luận nào của các ứng cử viên bên phía đảng Cộng Hòa. Ông cho đó là cái cuộc tranh luận vô bổ. Bởi vì cần thiết gì với tranh luận khi tôi là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Cộng Hòa, và ông gần như chắc nịch là ông sẽ đại diện để mà ra tranh cử.
nhiều chuyên gia về chính trị có nói rằng đúng là thời gian qua ông Trump và đặc biệt cử tri Cộng Hòa đó, họ hoàn toàn không nghe được những cái chương trình nghị sự của ông Trump nếu như ông trở thành tổng thống năm 2024 trong các cái buổi tranh luận của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, bởi vì ông không tham gia. Nhưng ông cũng đi gặp gỡ cử tri thông qua các cuộc rally ở những cái tiểu bang bầu cử sơ bộ như Iowa, như New Hampshire, như South Carolina. Và đặc biệt nhiều người nói rằng ông Trump cũng sử dụng tòa án nơi ông mất rất nhiều thời gian thông qua những cái vụ từ dân sự cho đến hình sự, từ tiểu bang cho đến liên bang để mà vận động tranh cử ngay trong chính tòa án, thưa quý vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ nhì, cũng cho đến giờ phút này chúng ta hoàn toàn không thấy là ông Tổng thống Joe Biden sẽ có cái cuộc tranh luận ở bên phía đảng Dân Chủ. Xem ra hai đại ca của Dân Chủ và Cộng Hòa không có tranh luận nội bộ trong phía đảng của mình mà sẽ đợi cái ngày cuối cùng để mà ra so găng với nhau. Và Hoàng Vy xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại.